Có xe nào cỡ 250 không anh? Đây có luôn nha anh em. À, có luôn nha em gái. Biết em hay là trai đây, thấy nick gái là kiểu Facebook Minh Thu nha. Đó, có con này nha, 238 triệu nha em. Con này là thanh lý toàn quốc, mà số khung số máy đóng theo biển nha, đã ra biển số Sài Gòn nha anh em. Đó. Con này ra biển số Sài Gòn mới luôn nha, 2020 cuối 2022 luôn nha anh em. Mình bán giá con này là 238 triệu cho anh em trải nghiệm nha. Giá chỉ có 230 mấy triệu thôi nha, 238 triệu cho anh em đam mê trải nghiệm nha. Sài Gòn sang tên bình thường nha anh em, tỉnh anh bao rút hồ sơ nha. Đó, đã ra biển số Sài Gòn luôn nha anh em, quá rẻ luôn anh em ơi, dọn theo phong cách Movista nha. Rồi chào anh em.